Chưa vào cao điểm mua hoa cắm bình chân Tết nhưng tại tỉnh Lâm Đồng những ngày qua, hoa lây ơn đã cháy hàng với giá cao hơn 3 đến 5 lần so với năm ngoái. Những ngày này đi dọc quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh mua bán tấp nập hoa lây ơn chân Tết. Chị Nguyễn Thị Mai, người đã có thâm niên buôn hoa lây ơn gần 10 năm nay, đang đứng đón mua hoa dọc đường từ nhà vườn dự đoán Tích này thiếu hàng ơn, do bà con nông dân ngày bị dội hàng giảm giá như năm ngoái đã giảm diện tích trồng. Hiện giá hoa ơn đã cao gấp 3 tới 5 lần so với thời điểm năm ngoái. Hoa thấp nhỏ khoảng 15 000 đồng một bó 10 cành, hoa đẹp hơn thì 20 tới 25 000 đồng một bó 10 cành. Giá cả thay đổi theo từng ngày. Không chỉ hoa lên tăng giá, các loại hoa khác tại vườn cũng có giá khá cao so với mọi năm như hoa vàng anh 20 000 đồng một ký bông cút lưới 32.000 đồng một chục.